Mới về anh Samsung đẹp quá anh chị, hơi chì chì, anh cho dặm sơn vệ sinh lại. 2-10 nhập, cao cấp hơn cái dòng mà Atlantica anh chị nha. Cao cấp hơn Atlantica với Avante nhiều. Nhập cửa nóc anh chị nha, số rộng hơn cửa nóc chạy xuống lắm anh chị. Riêng nguyên con nhập nội địa Hàn Quốc nha. Full đồ chơi, full công nghệ, số rộng nè, 6 cấp số nè, ABS túi khí nè, tùm lum tính năng thôi anh chị. Đó, ghế điện nhớ ghế, tùm lum cửa nóc nữa nè. Để cho này mình 245 triệu làm sấy ghế, làm nóng làm lạnh chị không biết, quá trời tính năng luôn. Nói chung là xe công nghệ nhiều lắm anh chị ơi. Bây giờ lên lấy thử dòng cho anh chị em mình xem là hai dàn lạnh ghế da zin luôn. Đó, 200 hơn ha. Lấy thử em Samsung nhập cho anh em mình xem nè anh em. Số rộng bản full. Chạy siêu sướng luôn anh em nha. Đó. Xe zin lắm anh em nha, cửa nóc luôn nè. Rất là rộng rãi anh chị, số tự động. Ha. Cùng phân khúc với Kia Seato và Forte Cop, nhưng mà những dòng đó 2-10 giờ anh em mình đã mua như vậy 28-29. Nhưng mà xe này em để cho anh em mình chỉ 245 triệu, Samsung nhập. Cái máy chạy như Camry, có thể chạy im hơn không anh chị nha. Đang bắt xích bèo, số tự động anh chị nha, bản full cửa nóc, ABS túi khí đầy đủ anh chị ha. Xe nhập anh chị nha, nhập nội địa Hàn Quốc anh chị, chạy siêu sướng luôn. 245 cành là anh em mình có con xe phân khúc hạng D chạy rồi. Ok, cảm ơn chị em mình nha. Anh chị nào quan tâm mẫu này nhắc máy alo em Thịnh mình 0866 678 971, 0834333371 nha. Tập luôn anh chị, quay về thập niên ngày xưa. Đó, thời diễn viên Hồng Kông ha anh chị ha. Thời phim TVB, full đồ chơi cũng đèn bi là rất là đẹp anh chị. Đây là Mitsubishi Gala phom dáng đẹp nha. Em còn một bụng mâm độ đẹp cọp lắm. Anh em thích mâm độ đưa mâm độ, không thích mâm kim đưa mâm rim ha. Gala phân khúc hạng D, đầm êm sướng chắc, em chạy thử dòng cho anh em mình xem nè. Siêu sướng luôn, giá rẻ 110 triệu à. Chạy cực kỳ êm, cửa nóc đang chạy Vivo luôn nha anh chị nha. Số sàn cửa nóc nha. Đó, xe sướng lắm anh chị ơi, full đồ chơi. Thưởng dòng em xe Mitsubishi Gala quay về thập niên đời trước 2000. Đó, xe ngày xưa mấy diễn viên hay đi anh em ha. Lúc trước qua rồi. Chạy sướng anh em. Phân khúc em này là hạng D. Số sàn, cửa nóc, màn hình rồi, full đồ chơi hết trơn rồi. Về anh chị việc lên xe đi, và giá cực kỳ rẻ, có 110 triệu thôi. Đó, chạy sướng anh chị, vô lại thức lái cho lực nhà tay à. Đăng kiểm mới rồi luôn nha, nội thất cực kỳ đẹp nha anh chị nha. Xe riêng nguyên bản gia đình không lỗi, full đồ chơi luôn rồi. Thì anh em nào thích mẫu này thì alo cho em Thịnh mình nha. Để anh em mình 110 triệu qua số 0866 678 971, 0834333371 nha. 10 mới về đẹp lắm anh chị, mới về i10 nè. Xe này bản đủ 1.2 nha anh chị nha, 1.2 gia đình. Và Kia Morning SI bản đủ gia đình đời 2015 nữa nè. Trầy tí xíu đi, tí xíu đi sơn. i10 1.2 bản đủ 2018 dưới nữa nè. Ba xe này đều là bản đủ bản full cao cấp nhất, cảm biến đầu, cảm biến đích nè, ABS túi khí nè, động cơ máy 1.2 4 máy nè, bản full nút đề ABS túi khí nha. Xe đẹp lắm, vô lăng tích hợp, nút đề, màn hình đầy đủ. Và đang để cho anh em mình xe này chỉ 245 triệu, nội thất hai màu, xe cộp nha. Morning SI 212 triệu vì đời 2015 thôi. Em này SI nha. Cũng là có gương chính chỉnh điện, xi nhan gương, gương chính chỉnh điện gập gương, vô lăng tích hợp ha. Xe đẹp. Đó, 212 triệu. Đó. Ở đây là 245 luôn, 218 luôn. Tha hồ anh em mình lựa, tha hồ anh em mình lái thử, tha hồ anh em mình chạy thử. Nơi giao lưu cho đổ mua bán với bà con nha. Có xem là sẽ có bớt và có chạy thử là cũng có bớt luôn. Đèn pin LED luôn là đẹp lắm nè. Tí xíu chiều nay sẽ lên sóng chi tiết những dòng xe này để phục vụ cho bà con. Mi gây nữa kìa. Mấy này em về thì mấy chục xe nữa mà em không có thời gian quay anh chị. Anh chị nào đang có nhu cầu xem xe, mua xe thì cứ qua đây lái thử, chạy thử với em Thịnh nha. Đừng có ngại ngùng nha. Em cảm ơn nhiều. Chúc anh em mình buổi sáng vui vẻ, nhiều sức khỏe, thành công nha. Ý 255 triệu anh em mình có Innova Form 215 anh chị nha. Đó, sổ 2012, xe đẹp 5 chỗ ngồi, gia đình đang đi, 4 mâm vỏ mới, sơn siêu ok, đang kiểm dài. Chất xe đẹp, miên man anh chị, về đi thôi anh chị nha. 255 triệu, cảm biến da đầy đủ, túi khí, hai dàn lạnh luôn anh chị nha. Lòng dè, cua dè ok, sơn si đẹp, về đi thôi anh chị ha. Đó, dàn nội thất anh em nhìn nè, dàn túp lô, túp ly, dàn ghế nè, rất là đẹp anh chị nha. 255 triệu, anh em thấy hợp lý không? Đó, vô lăng rất là đẹp nè anh chị. Đó, chuẩn căng đét, trần zin, hai dàn lạnh zin theo xe nha. Nội thất mới tinh nè, về đi thôi. 255 triệu còn giảm còn bớt, giao lưu bù trừ cho nợ bán thiếu. Anh em quan tâm mẫu này thì alo cho em Thịnh mình qua số 0866 678 971, 0834333371. Em cảm ơn nhiều nha.